Công ty Ánh Dương phát hành bộ phim Muối Mặn Thâm Thù do TVB Hồng Kông sản xuất. Giám đốc sản xuất Lý Thiêm Thắng, biên kịch Quang Linh Linh, Lưu Chi Hoa, đạo diễn Huỳnh Quốc Cường, với các diễn viên Mã Tuấn Dĩ, Dương Di, Huỳnh Hạo Nhiên, Quách Phong, Đàm Tiểu Hoàng, Ngạo Gia Niên, Tưởng Chí Quang, Trần Khả Di cùng một số diễn viên khác. Nhóm biên dịch và lồng tiếng Ảnh Dương: người dịch Phước An, Thanh Tâm, Bích Ấn; diễn viên lồng tiếng Bích Ngọc, Hà Thao, Tuyết Mai, Nguyễn Dinh, Thanh Bình, Quy Hồ, Khánh Văn, Thùy Trang, Đình Tuấn, Khánh Phương, Thiên Bảo, Trần Tuấn, Ngọc Cử; kỹ thuật lồng tiếng Hữu Đính, Anh Dũng, Minh Nghĩa. Tập 14. Chị Diễn, chị Diễn, chị Diễn, chị Diễn, chị Diễn, Quỳnh thấy sao rồi? Chị Diễn, Quỳnh cho Quỳnh đừng làm vậy, đừng làm vậy mà. Quỳnh phải xa cách Quỳnh. Không được. Quỳnh còn muốn lên cho muội. Nếu không, Quỳnh có chuyện gì, ai sẽ dẫn sát cho Quỳnh đây? Không được, Quỳnh có thể chết được, Quỳnh có thể chết được. Quỳnh sẽ không chết, Quỳnh sẽ vượt qua được. Quỳnh còn rất nhiều chuyện phải làm, Quỳnh còn phải chăm sóc cho mẹ. Quỳnh không thể chết được, Quỳnh nhất định không thể chết. Chị Diễn. Thằng Tuyết, thằng Tuyết à. Hả? Tự nhiên miệng của Quỳnh khô rác, Quỳnh đói quá. Quỳnh có thể, Quỳnh có thể tìm việc cho Quỳnh ăn được không? Được, Quỳnh đi tìm việc đó cho Quỳnh ăn nha. Chị Diễn, chị Diễn, muội về rồi. Chị Diễn, Quỳnh mở cửa đi. Chị Diễn, chị Diễn à, chị Diễn, chị Diễn, chị Diễn, chị Diễn, Quỳnh ở đâu? Chị Diễn, chị Diễn, Quỳnh ở đâu? Chị Diễn, Quỳnh ở đâu? Chị Diễn, Quỳnh ở đâu? Chị Diễn, Quỳnh ở đâu vậy? Chị Diễn, Quỳnh ra đây gặp muội đi. Chị Diễn, Quỳnh ra đây đi, được không? Muội rất lo cho Quỳnh mà. Chị Diễn, bây giờ Quỳnh ở đâu hả? Chị Diễn, chị Diễn, Quỳnh ở đâu vậy? Bồ Tát, tại sao, tại sao con có thiện lý? Chị Diễn tội không đáng chết. Bây giờ con không cứu được nhị thiếu gia, con còn hại chết Chị Diễn nữa. Bồ Tát, con xin người, người nói cho con biết Chị Diễn đã đi đâu. Con rất lo cho huynh ấy. Cho dù có chết, con cũng phải tìm được huynh ấy. Con phải đến tận đưa Quỳnh ấy về Dương Châu. Bồ Tát, con cầu xin người, con cầu xin người. Chị Diễn, chị Diễn, chị Diễn, chị Diễn, chị Diễn.
Chị Diễm. Bùi đi đi. Chị Diễm Quỳnh đừng vậy mà. Chị Diễm Quỳnh đừng vậy mà. Mùi không đi đâu. Mùi phải ở bên Quỳnh. Mùi không đi đâu. Quỳnh đã kêu muội đi, đi đi. Quỳnh bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Quỳnh nhìn nè, đấm đã lặn hết rồi, lặn hết rồi. Quỳnh nhìn đi, lặn hết rồi. Quỳnh không sao rồi. Phải đó. Thanh Tuyết. Làm đom đóm của tôi sợ bay hết. Là bông tai. Xin lỗi. Quan trọng nhất là Quỳnh không sao. Ngồi tìm nước cho Quỳnh uống nha. Sáng mà chúng ta có thể về thành Dương Châu rồi. Mùi nghĩ... Mùi nói đi. Mùi cho rằng chuyện không tìm được Lữ Thần Y nhất định phải giữ bí mật. Quỳnh cũng lo Hồ lão gia không chịu nổi đả kích, nhưng mà giấy không gói được lửa đâu. Giấu được lúc nào hay lúc đó, Tập Thiếu gia không xây nổi cơ đồ, lão gia lại không biết làm ăn. Nếu để ông biết nhị thiếu gia nguy trong sớm tối, chắc chắn ông sẽ càng bấn loạn. Hơn nữa thầy Tư An trước giờ vẫn dòm ngó, mùi sợ đến cuối cùng hắn sẽ thừa cơ đục nước béo cò. Hồ gia vốn đã rối ren, bây giờ đúng là khổ càng thêm khổ. Vị thiếu gia từ nói Dư Thủ Chính đã hứa xin với triều đình ban thêm diêm dẫn, nếu mọi chuyện ổn thỏa, đây là cơ hội tốt đảo ngược tình thế bất lợi của Hồ gia. Vị trí tổn thương có giữ được hay không phải coi lần này. Nhưng bây giờ Đình Hiên như vậy, một mình Hồ lão gia có thể làm được gì? Không được cũng phải làm. Giữa muối là tâm huyết bao năm của nhị thiếu gia. Cho dù lần này thật sự có bất trắc gì, mùi cũng phải giúp huynh ấy hoàn thành di nguyện cuối cùng giữa giữa muối thắng tuyết. Huynh đồng ý giữ bí mật này, nhưng chúng ta không tìm được Lữ Thần Y, làm sao ăn nói với họ đây? Mùi có cách, nhưng huynh phải giúp mùi. Lữ Thần Y dân vô tứ hải hái thuốc, thật ra ông đi đâu chứ? Hả? Mùi sợ là Đình Hiên không thể chờ được. Trời ơi, Đình Hiên phước lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao. Hồ lão gia ông yên tâm đi. Phải, tôi chúc tôi không tìm được cha, nhưng mà tôi tìm được bản thảo y thư mà cha đã để lại. Bên trong có ghi chép một loại bệnh gọi là ngũ sâu. Triệu chứng của loại bệnh này rất giống với nhị thiếu gia. Là bệnh gì vậy? Trước giờ tôi chưa từng nghe thấy. Hồ lão gia, trong bản chép này có viết: người mắc bệnh vì suy nghĩ mệt mỏi quá độ nên đột nhiên ngất xỉu hôn mê bất tỉnh, nhưng mà hơi thở và mạch đập của người bệnh thì rất bình thường, chỉ là ngủ sâu không vậy thôi. Đưa ta coi thử. Nè cha. Hả? Mấy chứng này hình như chưa khô mực. Trời, không có gì, không có gì đâu. Giữa đường mắc mưa nên mới bị ướt thôi mà. Thầy đừng có chen vào, tránh ra đi. Đưa ta coi thử coi. Phải rồi, giống y hợp bệnh tình của Đình Hiên. Chết rồi, chứng tiêu khát nghĩa chưa khỏi lại thêm chứng bệnh này nữa. Vì vậy Đình Hiên phát bệnh có thể vì chứng ngủ sâu chứ không phải chứng tiêu khát. Đình Hiên vì lao lực quá nên ngất xỉu, coi bộ hình như là rất giống đó. Chứng bệnh này có nguy hiểm tính mạng không? Theo những ghi chép trong sách của cha là bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc nào tỉnh dậy vẫn chưa thể biết được. Điều quan trọng nhất là đừng để người bệnh nghe thấy tiếng khóc và tiếng thở dài. Tại sao vậy? Vì chứng bệnh này là do lo nghĩ mà ra. Lo có thể hại gan hại phổi. Vì vậy mọi người nhất định phải đối diện bằng thái độ cởi mở, đừng để Đình Hiên cảm thấy mọi người đang lo lắng cho huynh ấy.
À. Thật không vậy? Trời ơi, lời thần y có thể giả được sao? Mọi người nghe kỹ ngào, không được sụ mặt xuống. Vui vẻ lên, vui vẻ lên, vui vẻ lên. Đình Hiên sức khỏe lại thôi. Vui vẻ lên. Vị thiếu gia à, huynh có ngửi được không? Là mùi khoai nướng đó, mà huynh rất thích ăn. Huynh mau tỉnh lại đi, nếu không tôi sẽ ăn hết một mình luôn. Vị thiếu gia à, huynh có biết không? Tai của tôi đã khỏi hẳn rồi, có thể đeo bông tai rồi. Lúc trước á, huynh đã tặng rất nhiều bông tai cho tôi, sau này ngày nào tôi cũng đeo một đôi, để khi tỉnh lại huynh có thể nhìn thấy. Đa tạ. Vị thiếu gia, may mà có thể tìm được. Xin lỗi. Mùi tìm nước cho huynh uống. Đậu Đại Thúc à, ăn cơm đi. À, tới liền. Cơm ít như vậy làm sao mà no được. Bới thêm cho tôi đi. Dạ. Ê, ê, tay của cô rất là mịn đó. Ôi trời ơi, không chỉ vậy nha, mặt của cô cũng đỏ ửng lên dễ thương quá. Đã, dừng tay đi. Có cơm thì cứ ăn đi, đừng có nhiều chuyện. Tôi là đốc công, ở đây tôi là chủ. Ta mặc kệ quý là hoàng đế, ở đây sợ tay sợ chân là không được. Sợ tay sợ chân không được sao? Tôi đâu chỉ sợ cổ, tôi còn ôm cổ nữa. Đừng mà. Đừng đánh nữa. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì vậy? Hắn đó, hắn xàm xẻ Tiểu Quyên, thấy chướng mắt nên mới dạy dỗ cho hắn thôi. Nè, ở kho muối nghiêm cấm đánh nhau, ai còn đánh nữa tôi sẽ lập tức bẩm báo Hồ lão gia tra xét. Còn ông, đứng lên đi. Không phải đâu Thắng Tuyết cô nương à, hắn nói bậy đó. Còn ông nữa, tôi đã điều tra ghi chép thu chi, tại sao số muối đưa đến Kim Lăng có liên tục kéo dài? Ông làm gì sao vậy? Không phải đâu Thắng Tuyết cô nương à, vì có hai nhân công bị bệnh, một người về quê để tang, vì vậy chúng tôi không có đủ nhân lực thôi. Không đủ nhân lực hay là vì lão gia và vị thiếu gia không có ở đây nên ông thừa cơ làm biến? Không phải đâu. Đúng rồi, tóm lại trong hai ngày phải dựng chuyện số muối này ra bến tàu, làm không xong ông tự giải thích với lão gia. Tôi biết rồi. Tí tí à, uống ngụm trà nghỉ ngơi đi. Ủa, Quyên Ương của tỷ hình như là hơi méo đó. Vậy sao? Làm gì vậy tỷ tỷ? Sao tỷ lại cách chỉ vậy? Tỷ bỏ công sức ra thiêu, đừng có tháo ra mà. Quyên Ương lại trở thành dịch nước, còn có ý nghĩa gì? Có phải tỷ nhớ thấy công tử không? Bệnh của Đình Hiên vẫn không khởi sắc, tỷ đâu còn tâm trạng nói chuyện yêu đương. Nhưng mà nhị ca bị bệnh là một chuyện, tỷ còn vẫn thấy công tử này là chuyện khác. Thực ra lúc trước muội đã muốn nói với tỷ, nhưng mà muội định đợi tâm trạng tỷ tốt hơn rồi mới nói. Thấy công tử muốn hẹn gặp mặt tỷ. Đừng nhắc huynh ấy nữa. Sao vậy? Có những người tưởng có thể gửi gắm suốt đời, nhưng thật ra tỷ không biết huynh ấy nghĩ gì nữa. Trước giờ huynh ấy rất thích tỷ mà. Phải thì phải, nhưng mà Thái tử An làm việc bất chấp thủ đoạn, muội không hiểu đâu. Đừng nói nữa. À phải rồi, dây chuyền ngọc mùi mượn tỷ vẫn chưa trả. Vài ngày nữa mùi trả lại cho tỷ. À phải rồi tí tí à, bông tai của tỷ hình như là sắp rớt rồi. À, khóa cài hơi lỏng, mùi có kim không? Hình như là cũng có. À, sao mùi có nhiều trang sức vậy? Mùi cũng chỉ có mấy món này thôi. Mùi nhớ là chỗ mùi không có kim, cô có đó. Tí hỏi cô đi. Thái công tử. Không cần hỏi, tí tí mùi lại không đến. Tí tí vẫn chưa hết giận, không chịu đến. Có bộ tỷ tỷ muội không có phước để hưởng, tặng cho muội vòng tay này. Chà, đẹp quá. Muội đeo cho muội nha. Hả? Đưa tay.
Đình Yên à, thì ra da của muội đẹp quá. Anh vậy à? Muội biết cách giữ gìn. Hai người làm gì vậy? Đình Bích, sao lại sờ tay sờ chân? Quỳnh sàm sỡ muội muội tôi. Không phải đâu, Quỳnh chỉ đeo vòng tay cho cổ. À phải đó, Quỳnh chỉ tặng vòng tay cho muội thôi, đôi bên đâu có gì đâu. Muội còn nói không có gì, con gái mà tham lam, bị người ta ăn thịt cũng không biết. Tặng vòng tay thì cho người ta sờ, tặng vàng bạc châu báu phụ dân hiến luôn sao? Sao muội ngu quá vậy? Đình Bích à, Quỳnh với cổ không có gì mà. Chính mắt tôi nhìn thấy Quỳnh còn muốn chối. Thì đến trễ một bước thì không thể tưởng tượng rồi. Quỳnh hẹn muội muội lại không đến. Định Yên tốt bụng là bà Mai nên Quỳnh mới tặng quà cho cổ. Tôi biết Quỳnh đã tặng rất nhiều trang sức cho nó, cũng như lúc đầu Quỳnh đối với tôi. Con người của Quỳnh thấy mới nới cũ, gặp người nào yêu người đó. Không phải như vậy đâu mà Đình Bích. Quỳnh đi tiện lắm, sau này tôi không muốn gặp Quỳnh nữa. Đình Bích à, Đình Bích, Đình Bích à, đừng chạy mau Đình Bích. Đình Bích. Đàn bà đúng là ngang ngược. Thái tử An này có tiền có thế, có nhiều phụ nữ mê ta, cần gì thế mũi? Ô, Đình Bích con kiếp, xấu xa. Đình Yên, sao mũi lại trốn ở đây khóc vậy? Mũi đâu có khóc đâu, lòng tốt không được báo đáp, giúp người ta đưa tin lại bị người ta chửi. Hết chuyện rồi, đứng lên đi. Nè, tỷ tỷ mũi nhất thời tức giận mới chửi mũi thôi. Mình tưởng mũi tham trang sức của mình sao? Mũi chỉ lấy tấm đế cho mẹ thôi. Mẹ của mũi. Mẹ. Đình Yên. Thế công tử à, người này là mẹ ruột của mũi. Thì ra bá mẫu là mẹ của Đình Yên. Thật ra mũi cũng chỉ mới gặp lại mẹ mấy tháng nay thôi. Vào trong ngồi đi. Được. Phải rồi bá mẫu, sao hai mẹ con chia lìa vậy? Năm xưa tôi bán tiếng cười ở Túy Hồng Lâu, Hồ Kiên là khách quen của tôi. Tôi xuất thân phong trần, trước giờ không mong làm phu nhân của Hồ gia, chỉ muốn được làm tiểu thiếp. Không ngờ sau khi tôi sinh Đình Yên, ổng cho tôi một số ngân lượng, bảo tôi đi. Cha còn bắt mẹ rời khỏi Dương Châu nữa. Tôi là một đóa hoa tàn, ổng sợ tôi ảnh hưởng đến danh tiếng. Vì danh tiếng bắt mẹ con cốt nhục chia liền, ông đúng là máu lạnh vô tình. Nghèo không đấu nổi giàu, có thể làm được gì đây? Mấy năm nay tôi mắc bệnh kéo dài, bước đường cùng. Tôi về Dương Châu là để gặp con gái. Thật ra những món trang sức thái công tử tặng cho muội, muội đã bán hết để mà tiếp tế cho mẹ. Đình Yên à, muội đúng là hiếu thảo. Nhưng mà muội tuyệt đối đừng có để cho cha biết. Cha mà biết thì sẽ đánh muội chết. Yên tâm đi, huynh biết làm sao. Phải rồi, chỗ này quá sơ sài, cách chợ lại xa. Hay là vậy đi, bá mẫu đến chỗ của con ở tạm rồi hãy tính sao. Vậy sao được chứ? Chuyện nhỏ thôi mà. Đa tạ thế công tử. Các vị, bổn quan nhận được thông báo của kinh thành, số diêm dẫn mới tăng đã được triều đình phê chuẩn, trong ngày sẽ chuyển tới Dương Châu. Theo lệ thường, số diêm dẫn này á sẽ giao cho Hồ tổng thương trước, sau đó mới phân phát cho mọi người. Diêu đại nhân, Hồ Kiên nhất định sẽ làm thật ổn thỏa. Tốt 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 tốt. Diêu đại nhân, xin hỏi một người thiếu đạo đức, còn tư cách đảm nhận chức tổng thương ngày muối không? Người lại muốn nói cái gì? Có người từng qua lại chống Lầu Xanh, còn cùng cô nương Lầu Xanh sinh hạ con gái. Nhưng thất đức chỉ cần con không cần mẹ, hai người ta cốt nhục chia lìa. Mọi người nói lý lẽ đi. Chà, đúng là quá hoang. Vậy thì cũng được. Ai vậy thì cũng đúng rồi. Người nói ai vậy? Nói ông đó, tứ tiểu thơ Đình Yên của Hồ gia. Mẹ ruột của cổ là tiểu thơ Thúy Phụng nổi tiếng của Túy Hồng Lầu năm xưa. Ông đây thì đến nổi đuổi mẹ người ta đi, hai con gái cô đơn trơ trọi. Quá tuyệt tình rồi. Không phải người đã điều tra chuyện của Hồ gia rồi sao? Đại nhân, chuyện hai mươi mấy năm trước không thể tra cứu được. Đây là chuyện của nhà ta, không cần ngươi lo. Phong lưu thì không sao, hạ lưu thì vô sĩ. Nhiều người cũng tam thê tứ thiếp, nhưng bắt con đuổi mẹ thật tình mất nhân tính. Ông càng đê tiện hơn, đuổi người ta ra khỏi Dương Châu, khiến người ta lưu lạc đất khách. Mọi người có biết Thúy Phụng đáng thương thế nào không? Tuổi tác đã cao, con gái không có, ngay cả tiền chữa bệnh cũng không. May mà tôi tội nghiệp ra tay tiếp tế, nếu không thì có chết ở đầu đường Dương Châu cũng không biết chuyện gì. Ngươi là tên đoán mạng, ta đánh chết ngươi. Vì đại nhân, tôi nói sự thật, kẻ đê tiện vô sĩ như vậy không xứng làm tổng thương ngày muối Dương Châu. Ngươi còn dám nói nữa. Hai bên im miệng cho ta. Hôm nay bổn quan đến để nói chuyện diêm vụ ân quán cá nhân của hai người, bổn quan không có hứng thú. Nếu ai còn gây rối, bắt hết về gia môn xử trí cho ta. Dạ đại nhân.
Lão gia, lão gia, lùi hết cho ta. Dạ dạ lão gia, không mau. Đại ca, cô đã gặp mẹ con phải không? Cô đã ở chỗ Thái Tử An phải không? Cha nói gì vậy? Con không hiểu. Mẹ về Dương Châu rồi sao? Thách nhà đầu như con dám gạt ta. Tình đoạn mạng đó không biết từ đâu biết được tin mẹ của con muốn dạch vết thương lòng của ta hả? Thằng quỷ đoạn mạng Thái Tử An cố ý bôi nhọ trước mặt Diêm Thủ Chính, nói ta cần con không cần mẹ, ta làm sai chuyện gì? Dĩ nhiên đâu có sai đại ca. Lựa con gái lầu xanh đó có tư cách gì vào Hồ gia? Nói như vậy mới đúng đó. Năm xưa ta cho cổ bao nhiêu ngân lượng, không cần làm cũng có thể sống suốt đời, đúng là tiện nhân. Phải đó, lúc đó cổ cầm tiền nói sẽ cao chạy xa bay, suốt đời không về Dương Châu mà. Chắc bà muốn gặp lại con gái thôi. Không cần nói nữa, chắc chắn là muốn quay lại đòi tiền. Biết Hồ gia chúng ta giàu có, muốn kiếm một mớ thôi. Đúng lúc gặp phải Thái Tử An mới sáp lại với nhau. Hai bên thông đồng đối phó với Hồ Kiên ta hả? Mơ tưởng hảo quyền. Tiện nhân đó vì tiền chuyện gì cũng dám làm. Đủ rồi cha, đó là mẹ ruột của con. Cha đừng có lúc nào cũng nói mẹ con là tiện nhân. Trời ơi, dám cãi lại ta hả? Ai cho con ăn, ai nuôi con lớn? Đúng là mẹ làm con hư mà. Phải, con hư hỏng. Con có hư hỏng cũng do cha sinh ra. Nói cái gì hả? Nói gì? Hồ Lão Gia đừng mà. Cha, con chỉ đánh con mà đập con chết còn đúng. Đừng mà, Hồ Lão Gia đừng mà. Các người đều là những kẻ khốn kiếp. Tôi đi thôi. Tôi đi thôi. Ôi trời ơi, đuổi theo làm cái gì chứ? Con muốn chồng đại ca tôi tức chết sao? Nói đi đi. Con nhỏ thì đừng có về. Cứ để nó chết đó ngoài đường đi. Đúng là nhà đầu. Trời ơi cha, bỏ đi mà. Đừng giận. Đừng giận quá mà. Vị thiếu gia, huynh phải tỉnh lại thôi. Huynh đừng ngủ nữa. Huynh có biết gia đình huynh như thế nào rồi không? Đình Huy và Tiểu Nguyên có tư tình. Đình Huy đã bị cha huynh nhốt. Mẹ Đình Yên trở về Dương Châu. Đình Yên vì chuyện này cãi nhau với cha của huynh đó. Cô bỏ đi rồi. Huynh muốn thấy gia đình của huynh rơi vào cảnh khổ hay sao? Huynh có biết họ rất cần huynh hay không? Vị thiếu gia, vị thiếu gia, huynh có nghe được lời tôi nói không? Vị thiếu gia, huynh nghe được thì tỉnh lại đi. Huynh tỉnh lại đi. Huynh phải ổn định gia đình. Còn nữa, sự diệp dẫn mới đem về rồi, nó rất quan trọng với Hồ gia. Hồ lão gia không chống đỡ nổi, ông không ứng phó được. Huynh từng nói với tôi, người huynh thương nhất là cha của huynh mà, sao huynh không tỉnh lại đi? Huynh giúp ông đi, vị thiếu gia. Vị thiếu gia, huynh tỉnh lại đi. Vị thiếu gia, vị thiếu gia, vị thiếu gia, vị thiếu gia. Huynh nhìn thấy tôi không? Vị thiếu gia, là tôi, vị thiếu gia. Thằng Tuyết. Phải đó. Cuối cùng cô đã đeo bông tai tôi tặng cô. Phải, tôi đã đeo rồi. Tôi hôn mê mấy ngày rồi? Đã 10 ngày rồi. Lâu như vậy sao? Ừ. Hồ lão gia. Thằng Tuyết. Vị thiếu gia tỉnh rồi. Hả? Vị thiếu gia tỉnh rồi. Đình Hiên, Đình Hiên, tốt quá rồi. Trời ơi, có phải cha nằm mơ hay không? Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Trời, tổ tiên hiển linh Bồ Tát phù hộ mà. Cha, con xin lỗi, đã để cha phải lo lắng vì con. Được rồi, được rồi. Quan trọng nhất, cuối cùng con đã tỉnh lại. Lúc nãy con mơ hồ, nghe có người nói trong nhà xảy ra chuyện phải không? Ôi đâu có cái gì đâu, sao lại có chuyện đâu, con nằm mơ thôi. Phải phải đó, không sao đâu, trong nhà không xảy ra chuyện gì. Thật sao? Thật mà, thật mà. Trong nhà ai cũng rất ngoan, rất nghe lời. Ở Đình Quy đã ra vợ muối vụ giúp rồi, còn việc làm ăn rất tốt đẹp nữa kìa. Vậy thì tốt. Còn một tin may mắn nữa, triều đình đã đồng ý cho chúng ta số diêm dẫn mới. Sau này chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Con yên tâm rồi. Từ giờ đến lớn suốt ngày cha cứ chửi con, lần này còn đánh con nữa. Lão già khôn kiếp này đúng là xấu xa mà. Xưa nay Hồ Kiên trọng nam khinh nữ, Đình Yên đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Sao đây con không về nhà nữa? Không được, con là con gái của Hồ gia, dĩ nhiên phải về Hồ gia. Chẳng lẽ theo mẹ chịu nghèo khó sao? Nhưng mà mẹ muội nói phải đó, dù gì muội cũng mang họ Hồ. Nhưng không có ai chăm sóc cho mẹ. Thái công tử là người tốt, cậu ấy sẽ chăm sóc cho mẹ. Đúng vậy, muội không cần phải lo cho mẹ. Phải rồi Đình Yên, bây giờ trời cũng tối, muội cứ tạm thời ở đây,
Sáng mai hãy trở về hầu phủ. Nghe lời đi con. Dạ. Đi đi. Sao lại buồn bã không vui vậy? Không, muội nhớ đến cha nên cười không nổi thôi. Tối nay trăng rất đẹp, chúng ta cùng thưởng trăng đi. Uống chút rượu sẽ quên hết mọi phiền não. Muội không biết uống rượu. Đừng sợ, rượu này đã hâm nóng, rất dễ uống. Nè, uống một ngụm. Ăn bánh đi. Cảm ơn. Ngọt lắm. Mùi uống thêm một ngụm nữa, mùi vị càng thơm hơn. Thơm thiệt đó. Đối ẩm thưởng trăng, chuyện vui đời người. Sao vậy Đình Yên? Mùi vậy không vui à? Từ nhỏ đến lớn cha chỉ thương nhị ca, còn tam ca ít ra cũng có bà ngoại thương huynh ấy. Còn muội, muội không có gì hết. Muội còn có huynh mà. Người huynh thích là tỷ tỷ, đối với muội chỉ là yêu chim yêu cả lòng thôi. Thật ra so với Đình Bích, muội dễ thương hơn nhiều. Muội dịu dàng, biết nghe lời, ít nhất không nổi giận với huynh, chửi huynh xối xả. Không được đâu, để tỷ tỷ biết sẽ đánh muội chết. Nếu cậu đánh muội, huynh sẽ đánh cổ cho muội, gỡ tung búi tóc cổ, bẻ luôn trăm của cổ, lấy phấn son bôi lên mặt cổ. Huynh dễ nhất là làm cho người ta vui. Thật mà Định Yên, huynh thật sự rất thích muội. Thì huynh gạt muội thôi. Chúng ta uống thêm chung nữa. Thiếu gia. Thiếu gia à? Thiếu gia. Thiếu gia. Thiếu gia. Có chuyện gì? Thiếu gia, để tiểu thư Hồ gia đến chào hỏi đó. Thiếu gia. Mùi không sợ điều tiếng đến thái phủ. Thật ra có chuyện gì? Đình Yên suốt đêm không về nhà, có phải huynh chưa chấp nó không? Đúng là tức cười. Tiểu muội của muội mất tích nên đến báo quan mới phải, có lý nào đến hỏi huynh? Đình Yên trước giờ không dám cứng đầu, lần này dám cãi lại cha. Nếu không phải có người chống lưng, nó dám to gan vậy sao? Không phải muội nghi ngờ huynh và cổ có tư tình chứ? Hai người làm gì sau lưng tôi có trời mới biết. Đình Bích, huynh hứa với muội, sau khi lên làm tổng thư sẽ lập tức cưới muội về nhà, trước giờ không thay đổi. Huynh vì làm tổng thư bất chấp thủ đoạn đối phó cha tôi, ngay cả những chuyện xa xưa cũng đem ra nói, càng ngày huynh càng quá đáng. Huynh giọng không đổi trời chung, muội biết mà, lâu nay muội còn rất ủng hộ huynh. Phải, tôi muốn huynh hạ nhuệ khí của cha, thậm chí là nuốt luôn giữa muối của ổng. Nhưng tôi không ngờ huynh lại cho người bắt cóc Đình Hiên, nhưng lúc Đình Hiên bị bệnh tìm cách đối phó hồ phủ. Càng ngày huynh càng máu lạnh, càng ngày huynh càng nhẫn tâm. Tôi bắt đầu nghi ngờ tôi đã sai khi giúp người ngoài hại hồ gia. Muội điên rồi. Hồ Kiên quỷ hạnh phúc cả đời của muội, đến giờ muội còn giả bộ làm con hiếu thảo. Tôi không biết huynh nói câu nào thật, câu nào giả. Tôi không thể tin huynh nữa.
Tiên Nhi, vậy rồi sao? Không ngủ thêm lát nữa? Thái công tử. Còn gọi là thái công tử, phải gọi là tướng công chứ. Mùi đã là người của huynh, nhưng bây giờ phải tính sao? Huynh đã nghĩ kỹ rồi, lát nữa mùi trở về hầu gia trước. Về hầu gia? Vì để bảo vệ danh tiếng của mùi, quan hệ của chúng ta tạm thời không nên để người khác biết. Vậy mẹ của mùi ở lại phủ của huynh, có chuyện gì bà sẽ làm chủ cho mùi. Mùi còn gì không yên tâm chứ? Đình Yên à, tin huynh, huynh nhất định sẽ tốt với mùi. Đình Yên, mùi đứng lại cho tỷ. Tỷ tỷ, thật ra tối qua mùi đã đi đâu? Có phải tìm đến thái tử ăn không? Tỷ nói đi đâu vậy? Tối qua mùi đâu ngồi ở đâu cầu suốt cả đêm. Tỷ không tin, tại sao tự nhiên thái tử An lại tìm được mẹ mùi? Chắc chắn hai người thông đồng hợp mưu. Mùi có biết tỷ nói gì? Mùi gạt được cha, không gạt được tỷ. Không hề đâu nói với tỷ, mùi về phòng. Nè, mùi đứng lại, mùi phải nói rõ ràng mới được đi. Tỷ buông ra ta đi. Ta không buông. Tỷ buông ra. Mùi nói đi. Đại tiểu thư, tiểu thư, hai người cãi nhau gì vậy? Vì thiếu gia vừa mới tỉnh lại, hai người cãi giả, huynh ấy không bệnh cũng thành có bệnh đó. Đình Hiên. Với phụ viện. Đình Hiên à, tôi đến để từ biệt huynh. Sao lại đột ngột vậy? Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên rút lui. Vậy thật ra người muốn giết tôi là ai vậy? Tạm thời tôi chưa điều tra được, nhưng mà đối phương sẽ không phải sát thủ tới nữa đâu. Tôi tin phán đoán của huynh. Huynh yên tâm, tuy tôi rời khỏi hồ phủ, nhưng nếu có kẻ muốn bất lợi với huynh hoặc là hồ phủ, tôi sẽ lập tức xuất hiện. Từ trước đến nay, huynh đến hồ phủ làm hộ diện, tôi đã cảm thấy thiệt thòi cho huynh. Nếu huynh muốn đi, sao tôi dám giữ lại? Với bản lĩnh của chí diện huynh, chỉ nên làm những chuyện lớn. Là tạ huynh. Là tôi cảm kích huynh mới phải. Chúng ta quen biết lâu nay, không cần phải khách sáo. Bây giờ tôi đến để từ biệt hồ lão gia. Bảo trọng. Chi diện, huynh bỏ đi đột ngột, đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi hôn mê 10 ngày, có những chuyện tôi cần được biết. Huynh nghỉ ngơi đi. Thắng Tuyết. Chi diện, huynh mang tay nãy đi đâu vậy? Huynh phải đi rồi. Huynh muốn rời khỏi hộ gia. Đồ ứng long sẽ không phải sát thủ tới nữa. Đến lúc huynh phải rút lui. Huynh đã nói chuyện với Đình Hiên rồi. Vậy huynh tính đi đâu? Nhân sinh đáo xứ tri hạ tự, ứng tự phi hồng đạp tuyết ni. Ni thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo, hồng phi ná phục kế đông tây. Chuyện tương lai đâu ai biết được. Vậy cũng phải, làm người nhiều khi thân bất do kỷ, tương lai như thế nào thật sự không ai biết. Vậy cũng không phải, mùi đã tìm được con đường của mình. Tin huynh đi, Đình Hiên là một người rất tốt. Nếu mùi đã chọn con đường mình phải đi, đừng chần chừ do dự nữa. Mùi huynh phải đi đây. Phải rồi, bông tai đó mùi đeo rất đẹp. Vị thiếu gia ưu tú. Thằng Tuyết à, sau này chi diện đến xin nghỉ rồi. Tôi biết cô đấy có đến tìm tôi. Chuyện quá đột ngột, tôi cũng không biết phải nói sao.
Nguyên ý ngàn dặm xa xôi đưa cô đi tìm Lữ Thần Y, chắc chắn đã chịu nhiều vất vả. Vậy suýt chút nữa chứ gì không thể trở về. Nhưng mà đáng tiếc, chúng tôi không tìm được tung tích của Lữ Thần Y. Sống chết có số, không thể cưỡng cầu. Thắng Tuyết, cô dì tôi đã hy sinh rất nhiều. Vì thiếu gia cũng đừng nói vậy mà. Mạng của tôi do huynh cứu, còn nhiều ân tình tôi chưa báo đáp. Chi diện đến Hồ gia làm hộ diện, ngoài việc vì trượng nghĩa, huynh ấy còn vì cô. Tuy hai người có rất nhiều ân oán, nhưng tôi nhìn ra được tình chi diện đối với cô rất sâu nặng. Ngàn vàng dễ tìm, khó có được tình lang. Cô nên trân trọng, đừng dễ dàng bỏ cuộc nha. Vậy thiếu gia tỉnh lại là quá tốt rồi. À phải rồi, cậu có hỏi Tam thiếu gia không? Lão gia vẫn còn giấu huynh ấy, nói Tam thiếu gia bận việc ở giữa muối. Tinh thần của nhị thiếu gia rất tệ, lão gia cũng không muốn huynh ấy buồn. Lão gia vẫn chưa chịu tha cho Tam thiếu gia. Thắng Tuyết cô nương, cô nương có tâm sự gì sao? Không phải, chỉ là có vài chuyện tôi nghĩ không thông. Tôi đã mua khăn tay mới, nhưng mà tôi còn một cái cũ, không biết dùng cái nào mới tốt. Cô thích cái nào hơn thì dùng cái đó. Cái cũ thì khó quên, cái mới khó bỏ. Vậy thì dùng luôn hai cái đi. Có được không? Sao lại không được? Nếu như, tôi chỉ nói nếu như khăn tay cô thích cũng giống người cô thích. Ví dụ cô thích Tam thiếu gia, vậy cô có thể cùng lúc thích nhị thiếu gia hay không? Người đâu có giống như khăn chứ, sao có thể gặp chung hai chuyện mà nói? Tại sao lại không thể? Dĩ nhiên là không được rồi. Đàn ông có thể tam thê tứ thiếp, còn phụ nữ chỉ được một chồng. Một người phụ nữ sao có thể cùng lúc thích hai người đàn ông được? Phải đó, sao có thể chứ? Thắng Tuyết cô nương à, cô nương đang nói khăn tay, sao lại nói qua đàn ông chứ? Cô nương có sao không? Họ là người của Thái Tử An mà, họ muốn đi đâu vậy? Chẳng lẽ là đến Hồ Phủ? Nhẹ nhẹ thôi, đừng làm ông Đình Hiên nha. Được rồi lão gia. Tam thiếu gia. Tam thiếu gia. Chuyện gì? Chịu thả rồi hả? Con đừng có làm tàn nữa. Nếu không phải Đình Hiên suốt ngày hỏi con, cha nhốt con suốt đời. Bỏ đi. Coi như con không đúng. Tóm lại chuyện lúc trước bỏ, sao đi đừng nhắc nữa. Con nghe nè, lát nữa gặp Đình Hiên nhớ khung lanh một chút nghe. Được rồi, con có Thuận Dĩ Phong, xảy ra chuyện gì con đều biết hết. Nhớ kỹ đó. Hai lần này Đình Hiên tỉnh lại, tinh thần kém hơn trước nhiều. Cha nói với nó mấy câu, nó cứ trực tiếp đi. Hiểu rồi, tình hình của nhị ca Thắng Tuyết đã nói với con rồi. Hai người ra ngoài làm việc đi. Dạ dạ. Nhớ lời cha đó. Đại ca. Lão gia. Lão gia. Đình Hiên đây nè. Nhị ca. Tam đệ. Đình Hiên đúng là đỡ nhiều rồi, nhìn đi sắc mặt nó hồng hơn trước đó. Phải rồi. Sao hôm nay ăn mặc lôi thôi quá vậy? Cũng được mà. Đình Quy, nhớ là phải ra tiệm phụ giúp nên không có sửa soạn. Mọi người không giấu con chuyện gì chứ? Đâu không có. Dĩ nhiên là không rồi. Tỷ tỷ à. Sao tỷ chỉ đem một chiếc bông tai vậy? Phải. Y như mất hết hồn vía. Tỷ không sao chứ? Không, không sao. Đình Yên. Dạ. Mùi cũng vậy, phải nhắc tỷ tỷ chứ. Mùi không để ý. Hai đứa đó. Bộ mùi. Không sao không sao. Cô có chuyện gì cứ nói đi. Con cũng biết trước giờ, cô lòng thẳng miệng nhanh, không sao không sao. Từ sau khi con tỉnh lại, người nào người nấy cũng đều rất kỳ lạ. Đâu có gì kỳ lạ đâu. Trời ơi, con đừng suy nghĩ lung tung, phải nghỉ ngơi nhiều ha. Phải đó vậy ca, quên nghỉ ngơi đi. Trong nhà có đầy con sóc được rồi. Phải đó con à, nghỉ ngơi đi ha, cả nhà không có phiền con nữa. Vậy ca, nghỉ ngơi nha. Từ từ nghỉ ngơi, nghỉ cho khỏe ha. Quên nghỉ ngơi nha. Đi ra ngoài.
Lão gia, lão gia, lão gia, lão... Chuyện gì? Thái tử an cho bà Mai mang sính lễ tới nhà, nói là muốn cầu thân với hộ phủ. Hả? Nè, các người! Thái tử an, con ra đây cho ta, con! Hồ lão gia, nhìn đi. Hồ lão gia, chào ông. Tự nhiên tay mặt cho thiếu gia cầu hôn đó. Lão gia thông gia tương lai chúng tôi đến lấy sinh thần bắt tử của lĩnh thiên kim. Ngày đó thằng quỷ đoán mạng rõ ràng là muốn làm cho ta coi mà còn không nhận nữa. Con thằng lương thằng quảng lấy gậy ra đây. Hồ lão gia, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi. Thiếu gia của chúng tôi thật sự muốn cưới lĩnh thiên kim, nhưng mà là tứ tiểu thư, không phải đại tiểu thư đâu. Không phải chứ? Không phải lộn chứ. Ở trò gì? Quỳnh ấy không gặp mình. Quỳnh thật sự quen với hắn. Ngươi đúng là tiện nhân mà. Cam nguyện xa đọa. Ngươi thật xấu xa thật là trên. Cha. Buông ta ra. Trời ơi. Đứng lại. Trời ơi. Lão gia, thiếu gia chúng tôi đã ở Bá Lương lâu chờ ông đại giá. Tôi cáo từ trước. Tên đoạn mạng không kịp. Được rồi. Ta bẻ gãy cổ ngươi. Lát nữa về tính sổ với ngươi. Cha, chẳng lẽ là Thái công tử có hỷ sự bày thọ yến nên mời tất cả bằng hữu thân thích đến? Ông chủ Sâm, để ông đoán trúng rồi. Đúng là hỷ sự lâm môn. Tiểu đệ sắp thành thân, cùng Hồ gia kết duyên tần tấn. Cậu nói Hồ Kiên, Hồ Tổng Thương hả? Chính lộn. Hai người tự thù quá bạn rồi sao? Hoàng gia trở thành thông gia đúng là chuyện lạ ngàn năm. Mời chắc là tới. Tao phải lấy mạng ngươi. Tên khốn kiếp đoạn mạng, quen đứa lớn rồi quen đứa nhỏ, đúng là không bằng cầm thú mà. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Tao không đánh chết ngươi. Tao không bằng hồ. Đừng 让我渐分不清那天与地，逝去了情感，从不应该记起，何时我越拼越放低，更加会见想起，魂在飞，回头我再找你，然后多变幻天气，望到向前行不退避。 白雪在飞，茫茫我在等你，带重生。